Hai dạo nhà và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chữa đề nao da mọi người nhé. Và đợt trước thì mình đã chữa nửa đề rồi và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chữa hết cái đề nao da này cho mọi người ôn luyện để có kiến thức để thi trong người thi sắp tới và sẽ đạt được kết quả cao nhé. Và cái đề thi nao da này thì mình sẽ để dưới đường link ở phía dưới video này thì mọi người ấn vào tại về nhé. Ở đây thì mình có là gồm 5 đề mọi người nhé. 5 đề tài liệu và từ vựng tất cả có trong đường link mà mình để dưới phần mô tả ấy. Ok, và trước khi mình vào chữa đề video, mọi người mà ai mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp mình nhé, để mình có động lực để tìm những đề mới hơn để chữa cho mọi người nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào câu 21. Mình gọi là hosokote ni chuite machigatte iru mono erabinasai, đây là mình sẽ chọn nhỉ, những cái câu sai nhé. Về gì ạ? Về cô tê là cái công đoạn công trình đúng không? Công đoạn mà hô sô này gọi là đóng gói. Thì ở đây là như nào? Có một mình gọi là kinjoku ken siêu chữ kiwa oku no seijo rai de chukagorete inai desu. Ở đâu? Chukagorete iru. Đây là ở đây là như nào? Đây là cái máy mà nhà kiểm tra kim loại đúng không? Những dị vật ấy thì nhỉ? Được sử dụng nhiều ở cái nhà ở cái line lãi suất rồi. Và tiếp tục mình sẽ sang câu 2. Kigen hiyo jikan ni de hizuke kanri mitsu no gen in wa kikai no furyo de aru. Rồi câu 2 này là gì nhỉ? Hizuke là ngày tháng mọi người nhé. Hizuke là ngày tháng. Mình gọi là cái nguyên nhân đúng không? Gây ra lỗi về quản lý vào ngày tháng ấy. Ở cái điểm này quản lý hiển thị cái kigen là thời hạn đúng không? Là nhỉ? Là furyo là lỗi đúng không? Lỗi do máy đấy. Cái nguyên nhân mà do quản lý về cái lỗi mà về thời gian đúng không, ví dụ như kỳ hạn sử dụng chẳng hạn này sai ấy. Ví dụ ngày hôm nay là ngày 22 mình sản xuất ra nhưng mà mình lại ghi ngày 23 đấy, ví dụ như thế. Rồi câu 3, kigen hiyo jikan ni de hizuke kanri mitsu no gen in wa kanchigai ke keasu kearesu mitsu lỗi đúng không? Đây là hai cái này thì mình gì nhỉ, dịch là có nghĩa theo kiểu bất cận mọi người nhé, bất cận nhầm nhầm lẫn hoặc là bất cận đấy. Thì mọi người xem là gì nhỉ, trong ba đáp án này mọi người xem là câu nào là câu sai ạ. Đầu tiên mình có câu một, máy kiểm tra kim loại này đây là gì, và kim loại này thì thường thường là mình gọi bỏ đến line đúng không, tại vì khi mà hàng đi qua line nếu mà phát hiện dị vật ví dụ kim loại ấy, thì nó sẽ báo và bị lỗi đúng không. Suy ra là câu một là đúng mọi người nhé, thường thường là sẽ đặt trên line đó. Rồi câu 3, nguyên nhân mà gây ra lỗi về gì nhỉ, về quản lý ngày tháng đúng không, và quản lý về việc hiển thị cái thời gian ấy là lỗi do bất cận, thì mọi người thấy đúng hay sai? Câu 3 này cũng đúng mọi người nhé, tại vì là gì nhỉ, khi mà mình làm việc ấy và ngày hôm nay ngày 22 ấy, ý là bao bì ngày 22 nhưng mà gì nhỉ, mình lại lấy bao bì ngày 21 đấy, thì chắc là do bất cận đúng không mọi người. Suy ra là câu 3 này là gì nhỉ? Câu đúng. Suy ra là câu sai là gì nhỉ? Câu 2. Câu 2 câu sai mọi người nhé. Và tại vì sao là câu 2 lại sai? Câu 2 lại nói là nguyên nhân lỗi về quản lý ngày tháng lại cho gì ạ? Do lỗi của máy móc. Nếu mà con người mà không cài vào ý là thời gian từng ngày thì làm sao mà máy mà ý là máy có thể chỉnh đúng đúng, đúng không mọi người? Đâm ra là cái này không phải lỗi của máy mọi người nhé, đây là lỗi do mình, là lỗi sự bất cẩn của mình khi mà mình nhập mà số liệu vào trong máy sai thì đâm ra là máy in ra sai mọi người nhé. Đấy, ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục sang câu 22 mọi người nhé. Đầu tiên mình gọi là gì nhỉ, hokan samurai ni chuite tashimono erubinasai, là câu 2 này là mình lại chọn cũng đúng mọi người nhé. Đi thi mọi người nhé, chú ý này, một là đúng hà sai nhé. Cái này mình sẽ chọn câu đúng về nhỉ, về cái xăm được là hàng mẫu nhé, hàng mẫu bảo quản. Đấy. Về cái việc mà bảo quản hàng mẫu đúng không, thì như thế nào? Đầu tiên mình gọi là có một, cứ riêng bữa nào đó hạt sẽ xịt tà và ai nhị số này được tâm mê nhị san bữa ổ hô can sử. Cái câu này là như nào, là gì nhỉ, mình bảo quản cái hàng mẫu đấy, để như nào, để chuẩn bị trường hợp nhỉ, có sự phàn nàn của khách hàng cũng như là cái người người mua hàng của mình đúng không, phát sinh ra đấy, để mình làm cái vật chứng
để khi mà có phàn nàn, ví dụ như bảo hàng lỗi hoặc là hàng không tốt, thì mình sẽ đưa hàng mẫu mình ra để nói chung là đối chiếu lại với những hàng mà do khách hàng phàn nàn xem có đúng hay không, đúng không? Đấy, đấy gọi là gì nhỉ? Mình sẽ nhỉ, chuẩn bị trường hợp như này. Thì câu một thì mình thấy đúng không mọi người? Câu một mình thấy đúng rồi này, nhưng mà để mình xem có hai có ba xem thử là đúng hay là sai nhé. Câu hai mình có là hồi chữ đệ hô can sự sô hin no ca dự gác kim mê được đây là câu hai như nào, đây là cái số lượng thực phẩm mà để gì nhỉ, bảo quản đúng không, người gọi là bảo quản hàng mẫu ấy, theo pháp luật thì gì nhỉ, đã được quyết định cái hàng mẫu mà gì nhỉ, cái hàng mẫu mình để ấy, thường 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 là thường một hạn đến hai cái không, hoặc là ba cái cũng được đúng không. Suy ra cái này thì chả liên quan tới pháp luật mọi người nhé, cái này mà liên quan tới pháp luật nữa thì ôi dồi ôi nhỉ. Suy ra câu hai này cũng sai mọi người nhé. Và câu ba kane chữ chữ tà sô hi nô re tô cô đệ hô ca chữ, đây là câu ba này là mình gì nhỉ, đây là mình bảo quản cái thực phẩm, thực phẩm này có nghĩa là hàng mẫu mọi người nhé, mà đã nấu chín thì mình sẽ bỏ trong vào trong tủ đông đúng không. Cái này cũng sai hoàn toàn, hàng mẫu này thì mình sẽ gì nhỉ, đây là một ngày thì mình sẽ lấy ra một hàng mẫu đúng không, hai hàng mẫu là mình để đấy, xong đến ngày tiếp theo mình sẽ lấy hàng khác, từng ngày thì mình sẽ lấy nhé. Nhưng mà cái này vào trong tủ đông, tủ đông cái thực phẩm mà mình đã nấu chín nó vào trong tủ đông thì đông ra là nó sẽ đông lại và ý là nó không thể nguyên vẹn như ban đầu khi mà mình dạ đông ra đúng không, thì nó sẽ không được trở lại như trạng thái ban đầu, đông ra là cái này không được, tại vì hàng mẫu để gì nhỉ, để chuẩn bị trường hợp phát sinh nếu mà tự dưng lại dạ đông ra bỏ vào tủ đông thì dạ đông ra là nó bị sai lệch cũng như là bị hỏng hóc đúng không, không dùng giống như là trạng thái ban đầu, đâm ra của ba cũng sai, suy ra là có một là đúng mọi người nhé. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục sang câu 23, mình có là allergy sokuhin wa là mình có là thực phẩm dị ứng này là cái nào, thì thực phẩm dị ứng trong tài liệu thì mình có là 7 loại đúng không. Ok, mình sẽ viết viết 7 loại ra nhé cho mọi người luôn để mọi người nhớ thêm một lần nữa. Đầu tiên mình có là gì nhỉ, cani, cani là con cua, xô bà là mì xô bà, mình có là tiếp là mình có tama go là trứng đúng không, mình có là niu, niu là các loại sữa mọi người nhé, niu niu là các loại sữa, ví dụ như niu Ghiu niu là sữa bò mọi người. Ở đây mình có 1, 2, 3, 4 này. Rồi mình 5 mình có là gì nhỉ? Cô mưa ghi nhé, bột mì. Cô mưa ghi. Cô mưa ghi cô ghi bột mì. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. Rồi là mình có là cù lạc gì nhỉ? Mình có là hai cách đọc nhé. Rạt ca xê và gì nhỉ? Pi chữ. Rạt ca xê. Đây mình có cụ lạc đây nhé, đây cụ lạc đây, lạc ca xê nhé. Rồi mình có thêm một chữ theo kiểu tiếng Anh nhé, đi thi thì nó sẽ đưa hai cái chữ này ra nhé, mọi người là chú ý nhé, mình có là peanut chữ, peanut chữ đấy, hai cái này mọi người nhé. Rồi và tiếp một cái nữa làm trong ba cái này là cái nào mọi người nhỉ, mình có là cơm thì mọi người thường thường ăn làm gì mà bị dị ứng đúng không, thịt lợn cũng thế, khi mà mọi người đi thi mình tự nhiên thấy hai cái này thì làm gì mà mình, đây là con người mình ăn nhiều đúng không, làm sao dị ứng được. Thực ra cái này là tôm mọi người nhé, tôm, một là tôm, hai là cua, ba là mì xô bà, bốn là tamago, năm là niu là sữa đúng không, 1, 2, 3, 4, 5, 6 là cô mưu ghi bột mì, 7 là lạc ca xê hoặc là pinat chữ, có nghĩa là củ lạc mọi người nhé. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục sang câu gì nhỉ, 24 mình có là HACCP tai so, so này thì bị nhầm mọi người nhé, tai so này chữ Hán khác và chữ so có tường âm, tai so so đối tượng này mọi người, đây tai so này mọi người nhé, tai so và so này không phải đâu mọi người nhé, đề này là mình copy cũng như là mọi người tự soạn ra nên là nhiều cái nó bị nhầm nên mọi người thông cảm nhé. Nói chung có đề cho mọi người làm là đúng là quá tốt rồi mọi người ạ. Tai số. Ok. HACCP đây. Tai số tốt sự. Ken ko hi gai zo in wa ka ka ga ku te ki ki gai zo in. Bu chữ ri te ki ki gai zo in no ho ka ni nani ga arimasu ka? Câu này là như nào ạ?
là gì nhỉ? Nguyên chất là nguyên nhân gây hại chủ yếu đó về sức khỏe ở cái đối tượng mà nhỉ, theo cái chính sách HACCP này đúng không, thì là gì nhỉ, ngoài ngoài đầu tiên là gì nhỉ, nguyên nhân gây hại mang tính khoa học này và nguyên nhân gây hại chủ yếu mang tính gì nhỉ, vật lý, thì còn thêm cái gì nữa, nếu mà cái này mọi người học rồi mọi người chắc chắn sẽ biết đúng không. Đầu tiên ở HACCP này liên quan tới vấn đề thực phẩm đúng không. Đầu tiên mình gọi là có ba, nín ghen tê ki ki gai, nguyên nhân gây hại chủ yếu là dành cho con người, mang tính, nói chung là mang tính con người, là tự dưng lại trong thực phẩm thì tự dưng lại có cái tính con người vào đây đúng không. Rồi tiếp câu 1 mình gọi là gì à, mình gọi là shinji teki ki gai zoin, đây là nguyên nhân chủ yếu nguy hại mang tính như tâm lý. Tâm lý này thường là trong khoa học đúng không, tâm lý này là trong tâm lý con người, làm gì mà lại trong con thực phẩm có được đúng không mọi người, thì mình cái này mình loại nhé. Rồi mình gọi là câu 2, C với chữ T ki ki gai zoin là nguyên nhân nguy hại chủ yếu mang tính gì nhỉ, vật lý. Vật lý này thì mọi người là nguyên nhân như nào, vật lý mang tính vật lý như thế nào, hóa học thì gì nhỉ, cho các loại gì nhỉ? Thuốc trừ sâu này, loại chất hóa học này, vật lý gì nhỉ, kiến thức này thì gì nhỉ, mình sẽ lần lại cho mọi người xem thêm một lần nữa nhé. Mình sẽ có ở trang 56 mọi người ạ, nên mình sẽ dựa lại cho mọi người xem luôn. Nên mình nói ra thì mọi người, mình vừa nói vừa gì nhỉ, cho mọi người xem kiến thức luôn. Đây mình có là mang tính vật lý như thế nào, C với chữ là mang tính sinh học nhé. Sinh học là nghĩa là do, là nguyên nhân là do gì nhỉ, do những loại virus gây ra, là theo kiểu sinh học đúng không. Rồi hóa học là do gì ạ, đấy lại mình vừa nói ví dụ như các loại chất hóa học như thuốc trừ sâu này gây ra đúng không. Rồi vật lý là do gì ạ, do các loại dị vật này, ví dụ như sắt này, đá này, gây ra sự là gì ạ? Thủy tinh đúng không, đấy là bị gì nhỉ, trộn lẫn vào hàng hóa khi mình ăn vào thì mình sẽ bị nguy hại đúng không, mang tính vật lý. Đây là ba cái nguyên nhân chính. Ok, và thế thì câu đúng là trong này mình có câu 2 đúng không mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục sang câu 25. Kigai zoin bunsuki ni chuite machigatte iru mono o A là sai. Đây là câu này thì mình sẽ chọn nhỉ, câu sai. Về về việc phân tích, bên xưa kia phân tích nguyên nhân gây hại chủ yếu, mình có chữ zoin là nguyên nhân chủ yếu mọi người nhé. Đấy, đây mình sẽ dịch nhỉ, nguyên nhân gây hại chủ yếu là như thế nào. Đầu tiên mình có câu 1, gen giai điều già xe dầu cô tê cả đàn nó khi gai ô risto áp sự, đây là cái câu này là mình như nào, đây là mình sẽ gì à? Lên danh sách đúng không, những cái nguy hại gì à? Từ từ công đoạn sản xuất cũng như là nguồn liệu đúng không. Đây là nếu mà có những cái nguy hại nào đấy thì mình sẽ ví dụ như nêu lên đúng không. Ví dụ phía trên này là mang tính hóa học này, vật lý này, rồi là sinh học này, lúc nãy mình nội dung mình nói đúng không, nếu mà có thì mình sẽ nêu lên và gì à? Mình sẽ khắc phục nó đúng không. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang câu 2. Kigazoin bunsuki de anzen de nai sukuhin ga hasse shitara kasa no uriage no egi o shiraberu koto ga dekiru, là gì nhỉ, mình sẽ dịch từ đây đúng không. Đây là mình sẽ, nếu mà phát sinh loại thực phẩm không an toàn đúng không, ở cái việc mà phân tích nguyên nhân gây hại chủ yếu ấy thì như nào, thì sẽ gì nhỉ, mình sẽ có thể tìm kiếm được đúng không, cái kiểu là cái môi trường ở đâu, sẽ tìm kiếm được cái sự ảnh hưởng đó để như là tạo tạo cái lợi nhuận đó, Uriage, Uri là bán đúng không, là Uriage là cái lợi nhuận của công ty đấy. Tự dưng lại thực phẩm không an toàn lại có thể tìm kiếm được cái sự ảnh hưởng như là gì nhỉ? Tạo lên cái lợi nhuận trong ty, làm gì có chuyện đó đúng không. Nếu như này thì sẽ gì nhỉ, người mua sẽ không tin tưởng tới công ty, đâm ra là nguồn thu chi này sẽ giảm, do là gì ạ, do là người tiêu dùng sẽ không tin tưởng và không mua hàng nữa đúng không. Thì ra câu 2 này chắc chắn là sai mọi người nhé. Nhưng mà trước khi mình sẽ nhỉ, khoanh
khoanh vào qua thì mình xem có ba từ đúng hay sai mọi người nhé. Rồi kigai zoin muski de sukihin sejo no kanriho ki wa ru. Đây là mình sẽ nhà câu ba là mình sẽ quyết định cái phương pháp quản lý gì nhỉ? Cái việc sản xuất thực phẩm đúng không? Cái việc phân tích nguyên nhân gây hại đúng không? Đấy. Khi mà mình đó mình phân tích xong, ví dụ như là câu một đó, phân tích xong xong là cái nào nguy hại thì mình sẽ lên danh sách này. Sau đấy mình sẽ nhỉ? Xem là như nào và quyết định cái phương pháp quản lý ở cái nơi ý là ở cái việc mà sản xuất thực phẩm đúng không? Để mình nó cải thiện đấy. Ví dụ như mọi người bình thường thế, ví dụ như làm một cái bài toán hoặc là một cái bài văn đúng không? Khi mà mọi người sai và mình biết được nguyên nhân nội sai đó, mình sẽ khắc phục đúng không? Và dần 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 những cái bài sau mình sẽ làm tốt hơn. Đấy. Đây là thế là câu 25 này cũng đúng là 1 và 3 và câu sai là câu 2 mọi người nhé. Thì thêm người gặp thì nhớ chọn câu 2 giúp mình. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục sang câu 26. Mình gọi là gì nhỉ? Rodo Anzen Eseni Chute Tashimono Erosai. Cái là mình gọi là chọn những câu đúng về về cái việc mà vệ sinh an toàn lao động người nhá. Rodo lao động người, nhưng mà người chú ý là lao động nhá. Đấy. Lao động thì theo kiến thức thông thường của mọi người là lao động là gì mọi người? Và trước khi mọi người nói ra lao động là gì thì mình sẽ nhỉ? Sẽ đọc thông tin ba cái đáp án của mình nhé. Đầu tiên mình gọi là câu 1. Hataraku hito tachi no anzen to kenko o mamorana kereba narimasen. Đây là gì nhỉ? Đây là câu 1 mình sẽ nhỉ? Mamoru mình gọi là bảo vệ tuân thủ đúng không? Thì câu này mình sẽ dịch là phải bảo vệ cái sức khỏe và an toàn của hito tachi là của những người đúng không? Những người làm việc. Đấy, làm việc trong tim mình ấy. Rồi sang câu 2. Hatarai ta keken ga o hito no hoa rodo sai gai ga hasesirasu. Đây là những người đúng không? Ở đây mình sẽ nhỉ, những người mà có ý nhỉ, kinh nghiệm làm việc nhiều đúng không? Thì sẽ nhỉ, thì sẽ dễ phát sinh. Đấy. Dễ phát sinh ra cái tai nạn, đây là cái tai nạn lao động không? Tự dưng mình có kinh nghiệm nhiều lại dễ phát sinh ra tai nạn lao động. Vô lý đúng không? Câu 2 này mình sẽ chắc chắn sai rồi này. Rồi câu 3 mình sẽ như nào nhá. Anzen de hin chi chữ no joy se hin o chukuru tame ni kimerarete iru. Đó, kimerarete imasu. Đây là câu 3 là như nào ạ? Đây là mình để nhỉ, để tạo ra cái sản phẩm tốt, đây là tốt theo kiểu mà hin chi chữ chất lượng đó, là để tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt đấy. Ở cái việc an toàn đấy thì như nào thì mình sẽ nhỉ quyết định là đang được quyết định nó đang được quyết định đây là cái việc mà vệ sinh an toàn lao động này, câu ba này là gì ạ? Vì an toàn đúng không? Do an toàn nên là quyết định như nào, quyết định để tạo ra sản phẩm tốt an toàn. Đấy. Mọi người xem là câu 6 này là mọi người xem là câu 1 hay câu 3. Nếu mà câu 6 này mà mình chỉ có là anzen sukuhin ec là vệ sinh an toàn thực phẩm thì mọi người chọn câu 3 giúp mình đúng không? Đấy. Nhưng mà đây mình gọi là rodo lao động người, lao động, người chú ý là lao động nhé. Lao động đâm ra là mình sẽ nhỉ, chọn câu 1. Đấy. Là mình sẽ bảo vệ sức khỏe và an toàn của mình trong lao động, ví dụ lao động an toàn lao động ấy. Đúng không? Là câu 1 mọi người nhé. Còn câu 3 là gì nhỉ? Anzen sukuhin thôi, là an toàn thực phẩm thôi mọi người ạ. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục sang câu về nhỉ. 27 mình có là gì nhỉ? Anzen rodo đó, doro chứ, tự dưng lại cho ngược cái này nhỉ. Người chú ý nhé, ở đây là doro anzen nhưng mà nó viết ngược ra mọi người nhé. Mọi người nhớ chú ý giúp mình nhá. Đi thi nếu mà gặp thì mọi người cũng nhớ là dịch nghĩa y chang kiểu là câu 26 giúp mình. Đầu tiên mình có là anzen rodo ceno đó ec. Thực chứng bị líu lưỡi ở đoạn này rồi. Anzen rodo ec no kani de anzen sakyo no tame ni wa doshima ka majatte iru mono o erabinasai. Đây là mình chọn những câu sai về như nào. Đây là để làm việc an toàn đúng không? Ở việc quản lý vệ sinh an toàn lao động ấy thì mình sẽ doshima ka là doshimasu ka, là mình sẽ làm như nào. Đầu tiên mình gọi là câu 1. Sodeguchi ni shibori ga aru sayo fuku o shijou shiru. Đây là mình sử dụng cái quần áo đồng phục đúng không? Có cái gì nhỉ?
cái Shibori gã có là cái thút cái nút cái thắt ở cái gì nhỉ, áo mà áo của cổ ông tay mọi người, cổ ông tay thắt ở đấy, là mình sẽ ví dụ đây là cái áo đúng không, áo đấy nói chung đây thì mình Sodeguchi này là cái cổ ông tay đúng không, đây ở đây mình có là Shibori, Shibori là buộc thắt. Đấy, mình có nút thắt ví dụ như có cái vòng cao su mọi người, cái vòng cao su ở cái ống tay mọi người nhé, thít lại. Đấy, ví dụ mình vào trong nơi làm việc ví dụ trong người ví dụ có gì mà rơi ra cũng không bị rơi ra ngoài đúng không, tránh trộn lẫn gì vật. Đấy, đây là một mọi người nhé. Rồi câu hai mình nói là để xem mình cho các chữ này là mình gọi là Uwagino Suso Zubon no naka ni iru, đây là suso này cái vạt áo người nhé, cái vạt áo của cái áo áo khoác nhỉ, uwagi thì như nào, đây là mình sẽ bỏ vào nhỉ, cho vào trong cái quần, cái này kiểu như đóng thùng, cái vạt áo này là cái vạt này nhá, suso là cái này, đấy, cái vạt áo mình sẽ nhỉ bỏ trong quần cho nó gọn gàng đó. Câu ba mình có là gì nhỉ, à chơi nó đấy, kubini tao đỗ mai tê siêu tội sự. Câu 3 này là nó bảo là vì là nóng đó, nên là đeo là quàng khăn ở cổ và làm việc. Thì mọi người xem coi vậy này là câu nào là đúng và câu nào là sai. Câu sai à? Câu sai câu nào? Câu 1 với câu 2 là mình nói ra hiểu đúng mọi người nhỉ? Thấy gọn gàng đúng không? Ngăn nắp. Câu 3 thì tự dưng nóng lại đeo khăn vào cổ đúng không? Cái này tự dưng ví dụ mình làm dây chuyền mà cái khăn này mà cuốn vào dây chuyền phát là như nào? Biết như nào không? Thì ra là câu bài này câu sai là có ba người nhé, người thì nên chọn cho mình tự dưng người vì nóng lại quàng khăn một cổ đúng không, nóng thì thường thường mình cởi áo quần áo ra cũng được tự dưng quàng vào nhỉ? Vô lý. Ok và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục sang câu 28. 28 mình có là tên tôi sai gai ô phu sẽ gửi ta mới nhị đối xí tờ là iska mà chỉ gắt thì được của nó là mình là sai, nên là mình sẽ chọn những câu sai đó, sai như nào là gì nhỉ? Để mà phòng chống cái tai nạn do bị ngã độ tên tô bằng tao đây được mọi người, tao đây được, thì mình có động từ là tao đây được, tao đây được. Đấy. Mọi người có gì hạn những cái tô đấy. Tao đây được mình gọi là tên tô sai gai đúng không? Để phòng chống việc tai nạn bị ngã cái bộ này đúng không, thì mình đôi khi là iska là mình làm như nào thì tốt. Ok mình có một nhé, Okimono, Omoimono, Hakobu Toki wa Daisa o Shijo suru. Nghĩa là khi mà mình vận chuyển những cái đồ nặng hoặc là đồ to lớn đúng không? Thì mình sẽ nhỉ, sử dụng Daisa, là Daisa này là cái xe mà mình thường để hàng rồi nhé. Một này nếu mà to nặng thì mình đợi thì cũng đúng đúng không? Thế ra có một này là mình sẽ chọn đúng này. Rồi sang câu 2. Omoimono Futari đấy, hàng có bự. Thì khi mà mình gặp hàng nặng đó, một mình không kiêng được, thì mình sẽ nhờ người khác đó, để hai người cùng khiêng. Thì mình thấy có ý đúng nhỉ? Để mình xem có ba thứ như nào nhé. Idochiru Toki Dekiru Dake O cử Mono Mote Idochiru, hay là mà gì nhỉ? Khi mà mình di chuyển đó, thì như nào? Thế là mình Dekiru Dake nó bị chết, thế là mình sẽ cố gắng hết sức như nào? Thế là mang nhiều đồ nhất có thể đúng không? Và di chuyển mọi người thấy có ba có đúng không, tự dưng lại khi di chuyển thì mang nhiều đồ nhất có thể để mang, nhưng vì lỡ cồng kềnh mà rơi vào chân phát thì như nào đúng không, đâm ra là câu sai là có ba người nhé và có một câu hai sẽ đúng, thì thi mà nó bảo cũng đúng thì mọi người chọn câu một hoặc câu hai mọi người nhé. Ok và giờ thì mình sẽ tiếp tục sang câu 29. Đây mình có Nechuso, Nechuso là trước khi mình vào bài thì Nechuso gì mọi người, tôi thường vào mùa hè ấy, sẽ có cái triệu chứng này và trên TV thì mình cũng xem mà thường thấy mọi người nhé, và ở Nhật thì vào mùa hè thì những người bị Nechuso này rất là nhiều, có nghĩa là cái ý nghĩa này là cái bệnh cảm nắng mọi người nhé, bị sốc nhiệt đấy. Ok và bây giờ thì mình sẽ vào bài nhé. Nechuso no aruito ga deta toki doshimasu ka, và câu này mình sẽ chọn câu sai đúng không, cái này mình cần đọc mọi người nhé, mình nhìn là mình biết rồi, đọc dài mất công nhỉ. Đây mình có là cái người mà bị nhỉ, có triệu chứng hoặc là bị sốc nhiệt đúng không, mà có gã đê tả thì mình sẽ như nào, khi mà như thế mình sẽ nhận như thế nào đối với các là câu một xứ dư si ba số ni
Hinan xa xây dựng là chị, mình xa xây dựng này là ví dụ bắt buộc phải cho vào nhé, là đưa vào cái nơi nó nơi mát mẻ đúng không, khoảng mát. Câu hai, ifukuo yurume karao hijatsu. Hijatsu này bằng re két cự mọi người nhé, hoặc là re rejoko là tủ đông đó, mình tủ lạnh đó, mình gọi rejo, cái nghĩa đại khái như thế. Mình nói ra cho mọi người dễ hiểu nhé. Mình có là kichu là chặt nhỉ, kichu là chặt, kichu là chặt, kichu là chặt đúng không, và lọng là mình có là yuri. Phần âm của mình hơi kém mọi người nhé. Ở đây mình gọi là biến sang động từ, mình gọi là yurumeru nhé. Đây mình gọi là yurume, khi mà gì nhỉ, theo kiểu liệt kê thời xưa mình học lần năm mình gọi là yurume t đúng không, nhưng mà lên cấp cao này không, nó vứt t luôn. Đấy, nó để nguyên như này luôn. Đấy, cho nó ngắn đúng không, cho ngắn câu văn. Rồi câu hai mình gọi là ifukuo yurume karao hiyatsu, là mình sẽ nới lỏng cái đồng phục ra đúng không, là mình cho nó thoải mái và gì nhỉ, làm lạnh cơ thể. Đấy, câu ba, isukiga Ushinatta hito ga itara kiga tsukumare machu, đây là cụ ba này là nếu mà đó, nếu mà có người mà bị mất Ushinatta, Ushinatta là mất về ý thức đúng không, thì như nào, thì mình sẽ chờ chờ gì đấy, chờ cho đến khi người này tỉnh lại đúng không. Cụ chín này là ở câu kiga tsuku này là tỉnh lại, để mình viết vào nhé, mọi người chưa biết từ vựng này thì học giúp mình tỉnh lại lại đấy. Mọi người xem là có một, có hai, có ba câu nào sai mọi người. Chắc chắn là có ba đúng không? Tự dưng lại nếu mà có người mất ý thức rồi mà lại không đưa đi bệnh viện, hoặc là mình làm cái gì đấy cho người ta tỉnh lại, tự dưng mình chờ đến khi người ta tỉnh lại đúng không? Chờ có lẽ chết luôn nhỉ? Thực ra có ba này sai nhé. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục sang câu 30. Nói chung là học đến tầm 30 phút thì chắc là mọi người buồn ngủ nhỉ? Và gì nhỉ? Trước khi vào bài thì mình sẽ cho mọi người kêu kê tầm 1 phút mọi người nhé, 1 phút, sau 1 phút thì nhá, mình sẽ tiếp tục sang câu 30 để mình uống tí nước đấy. Nó liên tiếp tầm 30 phút thì nói chung là khản họng mọi người ạ. Thà ví dụ như là mình sẽ gì nhỉ, hướng dẫn từng người là mình luyện tầm 5 người thì nó khác. Khi mà mình kèm mà tầm 5 6 người ấy, nhưng bạn nào mà không biết ấy, là mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng cái này cái kia. Còn đây là mình sẽ nhỉ, quay video ấy, là mình sẽ truyền tới nhân rất là nhiều người, nên là mình cũng biết là mọi người thiếu kiến thức gì, nên là mình nói chung chung cho mọi người nhé. Cái nào mình là mình nói không hay cũng như là không liên lạc tới kiến thức hết cho mọi người thì mong mọi người thông cảm. Ok, và bây giờ thì mình nhé, như nào tiếp tục sang câu 30 nhỉ. Còn 10 câu nữa thì mong mọi người cố gắng nhé. Là gì à? Có học thì sẽ nhỉ, đậu thôi mọi người ạ. Mình thấy trường thế thôi, nhưng mình luyện đề nhiều thì sẽ đậu hết. Và mình cũng kèm tầm 3 4 lớp thế. Đây là mọi người học thì mọi người sẽ đậu không không sao hết nhé. Đây là mình cần luyện đề nhiều được. Tại vì tỷ lệ trúng trong các đề thì tầm 60-70%, nên mọi người học tầm 3 vấn đề là ok nhé. Ok, câu 30. Mình gọi là gì nhỉ? Anjen no tame ni sai o shiru toki sai o teijun o mamora na kereba narimasen. Rồi, sai o teijun ni chuite majigatte ru mono o erubide sai. Là cái này là như nào ạ? Là khi mà mình làm việc mà để an toàn đúng không? Thì như nào? Thì mình sẽ nhà phải, ở đây là mình lại phải tuân thủ chứ không phải bảo vệ như ở trên, nó phải tuân thủ trình tự, theo duyên là trình tự làm việc đúng không? Khi mà để làm việc an toàn, ví dụ như tháo cái ốc xong bỏ xe nâng phía dưới để nó bỏ từ từ xuống đúng không? Nhưng mình tháo ốc lại bỏ xe nâng mà mình cho vắt xuống dưới luôn đúng không, lỡ may có những gì đấy xảy ra thì nguy hiểm. Đấy là do mình còn không theo trình tự đúng không? Cái mà không theo trình tự này, người Việt mình ở quê mình thường làm nhỉ, tại vì làm càng nhanh càng tốt đúng không, làm nhanh càng tốt đấy. Nhưng mà ở bên Nhật thì cứ tuân thủ theo trình tự của họ đúng không, không thể nhanh cũng không thể chậm.
Tại vì người Nhật là thường là dùng theo để làm theo quy tắc, nên là mình bắt buộc cũng làm theo họ, đúng không? Ok, và như nào? Ở đây mình gọi là sẽ chọn câu sai về cái trình tự làm việc. Đấy. Rồi câu 1. Isoi de iru toki sama desu kara anzen kama o hajite shito shiru. Đấy là câu 1 là mình khi mà mình vội mình gấp thì như nào? Vì là do là cản trở là chiếm diện tích cái khu mình làm việc như nào thì mình sẽ tháo gỡ đó, tháo gỡ cái K3 ấy là cái tấm cái miếng an toàn, cái này ví dụ cái máy ấy, cái che chắn ấy, an toàn để mình đỡ tác động vào ấy như nào, và như nào? Và làm việc đó, tháo cái này ra và làm việc. Rồi câu 2. Narete đâu nare nare nijuru kega ni chui si nagara sagyo shiru. Rồi mình sẽ nhỉ, shinagara ngữ pháp nội bộ đúng không, là vừa làm gì đúng không, rồi mình vừa chú ý vết thương, vết thương nhỉ, chú ý cái vết thương này nọ, do nhỉ, do là dù là quen hay không đúng không, dù là có quen hay không thì là mình dù là quen đúng không, nhưng mình vẫn vừa chú ý tới những vết thương, tránh những vết thương ấy và mình làm việc đúng không. Câu 2 mình phải có ý đúng nhỉ. Và câu 3. Sai o tejun ga wakaranai toki kanri suru. Đây là khi mà mình không hiểu trình tự làm việc thì mình sẽ xác nhận lại để mình làm cho đúng đúng không. Và câu ra ở đây thì chắc chắn là nhà câu 1 mọi người nhé. Tự dưng những cái thiết bị an toàn nó ca ba cái tấm biển hay là mình chắn an toàn tự dưng cái tháo ra đúng không? Lỡ may mà ai mà biết thò tay vào hoặc là đi vào cái vùng đó thì rất là nguy hiểm. Thì ra là có một của sao người ấy, còn có hai của ba là đúng rồi. Dù là mình có quen hay không, quen việc hay không đó, nhưng mình còn phải chú ý đến cái sức khỏe cũng như là cái vết thương đó, lỡ chạm vào phát ấy là do bị gì do mình thôi. Thế là đầu tiên khổ là khổ mình trước đấy, hai là công ty đúng không? Ok, bây giờ thì mình sẽ nhả sang câu 31. Ichen ibutsu kenshu tsuki wa ibutsu kenshu tsuki no tame ni chikara warete imasu. Rồi kaki no mono o, cái này hình như viết ở là sai rồi, đoạn này hình như sai này. Kaki no mono o de dore ga kenshu tsuki de kimasu ka. Rồi ở đây mình nhỉ, cái máy gì nhỉ, phát hiện dị vật đúng không, bằng tia X này. Còn lại mình viết tên mình tên kia mình gọi là Kinjoku đúng không, y với chữ Kenshu chữ Ki, đây là máy phát hiện dị vật kim loại đúng không, ở đây là tia X thì như nào, đây là để phát hiện, đây là mình nhỉ, sử dụng để nhỉ, phát hiện dị vật thì gì nhỉ, cái máy này là dùng để phát hiện những loại dị vật nào đúng không. Đầu tiên mình gọi là một Ishi đá, câu 2 sư bên nước, câu 3 đúc cái số độc tố. Để mọi người xem là câu nào cũng đúng ạ, chắc chắn là câu 1 đúng không, lượng nước thì tia X làm sao mà xem được đúng không, độc tố đó, độc tố mà có tia X lướt qua phát biết luôn thì giỏi đấy nhỉ. Kinh vô cự thì mọi người chỉ biết là gì nhỉ, chỉ kiểm tra kim loại thôi mọi người nhé, còn là gì nhỉ, tia X này thì sẽ phát hiện là ra gì? Đá này, thủy tinh này đấy, trừ kim loại ra mọi người nhé, còn sứ bên này thì lượng nước hoặc là độc tố thì không được, thì X này không thể kiểm tra được, nên mọi người chú ý nhé, câu 1 giúp mình nhé. Rồi sang câu 32. Sang câu 32. Ok. Ba hai này thì gì nhỉ, mình sẽ tính toán. Đấy. Tính toán thì mình sẽ có hiện tại mình